Vùng 1 Hải quân đã tổ chức kiểm tra, huấn luyện có bắn đạn thật trên biển đối với các đơn vị tàu thuộc vùng và trong cụm lực lượng Hải quân 1. Tại thao trường trên biển, các đơn vị được kiểm tra đã lần lượt thực hiện các bài bắn trên các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, nhằm đánh giá, kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ thao tác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật của bộ đội. Đợt kiểm tra, huấn luyện nhằm nâng cao khả năng, trình độ phối hợp hiệp đồng giữa các tàu, các biên đội tàu và các đơn vị trong cụm lực lượng Hải quân 1, kết hợp rèn luyện thể lực, sức bền, khả năng chịu đựng sóng gió, tinh thần và ý chí quyết tâm của bộ đội. Kết quả kiểm tra khả năng cơ động và các bài bắn, các đơn vị đều đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đây là cơ sở để vùng 1 Hải quân tiếp tục rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ những năm tiếp theo, tạo cơ sở để cán bộ, chiến sĩ, cụm lực lượng Hải quân 1 thêm nỗ lực trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, quản lý vững chắc vùng biển đảo được phân công.